Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thừa Thiên Huế trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đài Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức hội nghị gặp gỡ và trao đổi về hoạt động dịch vụ tại khu di tích Huế. Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham gia chủ trì có Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hòa đã thông báo khái quát tới các đại biểu những kết quả quan trọng trong phát triển dịch vụ du lịch của Thừa Thiên Huế trong năm 2013. Hoạt động dịch vụ đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chiếm gần 55% GDP của toàn tỉnh. Các hoạt động dịch vụ du lịch tại di tích Huế đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào sự phát triển chung đó. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hòa nhấn mạnh, hội nghị gặp gỡ trao đổi về hoạt động dịch vụ du lịch tại di tích Huế là dịp để các cấp ngành Thừa Thiên Huế ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp hết sức quý báu của các doanh nghiệp, các đơn vị lữ hành du lịch để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của dịch vụ du lịch di tích Huế, góp phần xây dựng và phát triển lĩnh vực dịch vụ xứng đáng là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo hướng bền vững. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu đến từ các doanh nghiệp lữ hành du lịch và khách sạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ các văn phòng đại diện ở Đà Nẵng, Hội An, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ tại di tích Huế. Hầu hết các ý kiến đã thẳng thắn phân tích những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại và hạn chế trong phát triển dịch vụ du lịch tại di tích Huế. Nhất là cần tiếp tục tăng cường tính liên kết, kết nối giữa các doanh nghiệp, các đơn vị lữ hành để đưa du khách đến với khu di sản Huế cũng như đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tại di tích Huế. Đối với các hoạt động kích cầu du lịch cũng cần được kéo dài thời gian hơn nhằm thu hút du khách. Với cái tình hình xu thế hiện nay thì khách để khai thác được khách thì nó cũng rất là khó, và khách càng ngày càng khó tính hơn, nhu cầu của họ càng ngày càng cao hơn thì bắt cái những cái đơn vị kinh doanh như là di tích Huế chúng ta cần phải đầu tư nhiều hơn nữa trong cái vấn đề cơ sở hạ tầng. Khách khi đến Huế thì các cái dịch vụ như là khách sạn, nhà hàng, đi thuyền trên sông Hương cũng là một trong những cái rất là hấp dẫn đối với khách và hầu hết là đáp ứng được cái yêu cầu của khách. Tuy nhiên về mặt đánh giá chung thì sản phẩm du lịch ở Huế vẫn chưa có phong phú nhiều lắm. Chúng ta cần phải đầu tư hơn nữa trong các vấn đề sản phẩm, tạo ra nhiều cái sản phẩm mới lạ hơn để thu hút khách đến Huế càng ngày càng nhiều hơn. Hệ thống dịch vụ tại khu di tích Huế được manh nha từ những năm 1980 khi đất nước bắt đầu mở cửa để đón khách du lịch quốc tế. Nó chỉ thực sự được hình thành khi quần thể di tích cố đô Huế được công nhận là di sản thế giới năm 1993 và lượng khách du lịch bắt đầu tăng nhanh. Nếu như giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2000 chỉ có 5 vị trí trong khu di tích, đến nay đã tăng lên 21 điểm phục vụ tại các điểm tham quan chính của khu di tích: Đài Nội, Lăng Minh Mạng, Lăng Từ Đức và Lăng Khải Định. Để tăng sức hấp dẫn cho các dịch vụ du lịch di tích Huế, thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiếp tục đầu tư thêm nhiều sản phẩm du lịch mới. Chúng tôi cũng chuẩn bị cho một cái việc nghiên cứu và đưa các cái hoạt động dịch vụ bổ trợ vào các cái điểm khách tham quan đông như là các lăng, rồi các cái điểm mà du khách có thể tới nhiều, đồng thời mở thêm các cái hoạt động dịch vụ ở Cung An Định, trên thuyền rồng Cung Đình, vân vân. Thì có thể nói là cho đến nay cái doanh thu từ dịch vụ du lịch mới đạt khoảng độ 7% so với cái doanh thu từ cái hoạt động vé tham quan. Đó là một tỷ lệ rất thấp so với tiềm năng của chúng ta vốn có. Và chính vì vậy chúng tôi rất muốn phải có một cái sự thay đổi để làm sao cái cơ cấu doanh thu từ dịch vụ nó phải tăng lên rất nhiều. Đồng thời cái con số tăng lên của hoạt động dịch vụ chính là nói lên cái sự phong phú hấp dẫn của các cái điểm khai thác về du lịch dịch vụ của Thừa Thiên Huế. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu về việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ tại di tích Huế nói riêng và du lịch Thừa Thiên Huế nói chung đã được lãnh đạo các cấp, ngành, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế hết sức ghi nhận. Đây là những định hướng để các cấp ngành hữu quan và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế hoàn thiện, phát triển hơn nữa chất lượng dịch vụ du lịch di tích Huế, phát triển một hệ thống dịch vụ du lịch phù hợp, vừa khai thác và phát huy được giá trị văn hóa của di tích, nhưng đồng thời tôn vinh và bảo vệ bền vững giá trị di sản của di tích. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2013 và bàn chương trình hoạt động năm 2014.
Năm 2013, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn các cấp giáo hội cơ sở thực hiện đúng tinh thần hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từng bước kiện toàn nhân sự và triển khai hoạt động đúng nội quy các ban ngành chuyên môn. Hiện nay, 231 cơ sở tự viện có chư tăng ni đang sinh hoạt theo quy củ thiền môn. Giáo dục học đường luôn đề cao tinh thần thường cầu Phật đạo, hà hóa chúng sanh. Các cấp giáo hội đã tổ chức hơn 1.000 khóa tu học với nhiều loại hình khác nhau dành cho các giới cư sĩ và gia đình Phật tử. 241 gia đình Phật tử với hơn 17.000 đoàn sinh hiện đang sinh hoạt theo những chương trình thích ứng với tuổi trẻ. Các hoạt động văn hóa Phật giáo được mở rộng, thúc đẩy đời sống văn hóa tâm linh trong người dân xứ Huế. Tiêu biểu có các lễ hội lớn như lễ cung nghinh Ngọc Tường và tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lễ Vu Lan, lễ hội Quảng Thế Âm, lễ kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức Pháp Vì Thiêu Thân, đặc biệt là đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2557 với nhiều sự kiện văn hóa tâm linh diễn ra trong một tuần lễ, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn Phật tử và nhân dân trong cũng như ngoài tỉnh. Bên cạnh các hoạt động Phật sự, công tác từ thiện của các ban ngành cơ sở thuộc Ban trị sự tỉnh cũng có những thành quả nổi bật với số tiền lên đến 25 tỷ đồng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2014, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phụng hành chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các quyết định, thông tư, thông báo, thực hiện thành công chương trình đại lễ Vesak 2014, thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức Phật giáo trong và ngoài nước, quan tâm đến tăng ni sinh học đại học và sau đại học để hỗ trợ việc đào tạo nhân lực cho giáo hội. Tiếp tục với những thông tin khác, ngoài một nhà máy đã ổn định sản xuất, năm 2014 sẽ có thêm một nhà máy mới của công ty trách nhiệm hữu hạn Scavi Huế đi vào hoạt động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Scavi Huế là một trong những thành viên của tập đoàn may mặc nổi tiếng của Pháp. Công ty Scavi chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Bắc Âu và Mỹ, Nhật Bản. Trong năm 2013, Scavi Huế đạt doanh thu 41 triệu đô la Mỹ, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu 40 triệu đô la Mỹ. Scavi Huế là một trong những doanh nghiệp có nhà máy may mặc khá lớn trên địa bàn Thừa Thiên Huế, với khoảng 130 chuyến may và giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Hiện nay, công ty đang lắp đặt máy móc thiết bị cho dây chuyền 2 với 30 chuyến may. Nhà máy 2 này sẽ đi vào hoạt động từ đầu quý 1 năm 2014. Công ty cho biết, đến thời điểm này, công ty cũng đã có đối tác đạt đơn hàng đến hết năm 2014. Đó là tín hiệu vui cho doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Năm 2014, công ty đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đạt doanh thu 50 triệu đô la Mỹ, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu là 49 triệu đô la Mỹ. Với mong muốn ngày càng nâng cao hiệu quả kinh tế đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, hợp tác xã Mây Trai Đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền đang xúc tiến với một doanh nghiệp để thực hiện xuất khẩu ủy thác ra nước ngoài. Hợp tác xã Mây Trai Đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền được đánh giá là một trong những đơn vị sản xuất và kinh doanh có hiệu quả các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Năm 2013, sản phẩm đèn quả vả được làm từ nguyên liệu tre đạt giải nhất trong cuộc thi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Hợp tác xã cho biết, năm nào đơn vị cũng tham gia cuộc thi và đều đạt giải. Việc tham gia cuộc thi cũng là một hoạt động để các nghệ nhân làng nghề thiết kế nhiều mẫu mã mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mỗi năm, hợp tác xã thực hiện thiết kế mới khoảng từ 5 đến 6 mẫu, nâng tổng số mẫu của hợp tác xã lên con số 400 mẫu từ sau khi đi vào hoạt động đến nay. Năm 2013, doanh thu của hợp tác xã đạt trên 1,5 tỷ đồng và phấn đấu vào năm 2014 đạt con số 1,8 tỷ đồng. Hiện nay, hợp tác xã cũng đang xúc tiến với một doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu ủy thác ra nước ngoài. Đây là hướng đi nhằm tăng thêm thu nhập và hiệu quả kinh tế trong chiến lược phát triển của hợp tác xã Mây Trai Đan Bao La. Thưa quý vị, những cơn bão và mưa lớn trong các tháng 9, 10 và 11 vừa qua đã làm cho 75 trên tổng số 82 công trình thủy lợi của huyện miền núi A Lưới bị thiệt hại và hư hỏng nặng nề, gây khó khăn đối với địa phương trước vụ sản xuất đông xuân 2013-2014 đang cận kề. Trước tình hình đó, những ngày vừa qua, huyện A Lưới đã tập trung chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục những công trình bị hư hỏng nặng để sớm triển khai hoạt động sản xuất nông nghiệp. Huyện cũng đã đầu tư nguồn kinh phí cho việc khắc phục này. Công trình thủy lợi A Ưa thị trấn A Lưới có nhiệm vụ cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho gần 10 hectare ruộng nước, hoa màu và hồ cá cho bà con đồng bào trên địa bàn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới vào ngày 15 và 16 tháng 11,
với lượng mưa lên đến 600 mm. Nước từ thượng nguồn đổ về đã cuốn phăng đập dân và hàng chục km đường ống dẫn nước, khiến cho bà con nông dân cùng ngành nông nghiệp gặp không ít khó khăn và bất lợi trước vụ sản xuất đông xuân này. Cái khó khăn nhất của là trạm là hiện nay là kinh phí là rất lớn, nhưng mà không có kinh phí kịp thời, chỉ có sửa chữa tạm thời, hàng năm là cứ sửa chữa tạm thời để đưa nước về cho dân là làm đất và gieo xạ thôi. Chứ còn là kiên cố là chưa có nguồn vốn, đang còn là xin là lãnh đạo là trung ương với tỉnh với lại huyện là làm thế nào là tạo được nguồn vốn cho các cái công trình kiên cố bền vững hơn. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện A Lưới, trên địa bàn huyện hiện có 75 trên 82 công trình thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng do ảnh hưởng của các cơn bão số 8, số 10 và 14, nhất là đợt áp thấp nhiệt đới và mưa lớn vào ngày 15 và 16 tháng 11 vừa qua. Trong đó chủ yếu là đập dân và kênh mương thủy lợi, ống dẫn nước đến các đồng ruộng, với khối lượng đất đá sạt lở là 7.500 mét khối, 500 mét kênh mương bê tông, 100 rò đá, 100 mét khối đá học và 500 mét ống dẫn nước. Ước tính thiệt hại lên đến 3 tỷ đồng. Vụ sản xuất đông xuân 2013-2014, huyện A Lưới có tổng diện tích là 1.058 hectare và 324 hectare hồ cá. Trong điều kiện khó khăn này, để đảm bảo kế hoạch sản xuất của vụ đông xuân, hiện nay Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới đã trích gần 600 triệu đồng để tập trung khắc phục kịp thời các công trình bị hư hỏng nặng như A Ưa, thị trấn A Lưới, Đi Lung, xã A Roàng, A Sạp Ba, xã A Đớt, Pha Dứa, xã Hồng Vân, v.v. Hiện nay Phòng Nông nghiệp họ đã đưa một số kinh phí ngân sách để ra là làm một cái đập là đập tránh dòng để lãi dòng là bảo vệ cho tuyến kênh sau này. Và bên chỗ trạm đã có kế hoạch là sau khi mà dựng trụ là khoảng là 3 ngày sau trạm sẽ là hoàn thành là các cái hệ thống đường ống là về tưới cho dân gieo kịp cái trà thứ hai, phục vụ cho người dân là sản xuất trong vụ là đông xuân 2013-2014. Được tình hình như vậy thì ban nhân huyện đã chỉ đạo quyết liệt dưới sự phối hợp của Phòng Nông nghiệp huyện và công ty quản lý thủy nông và trạm thủy nông huyện, thì đã họp hội nghị triển khai với tinh thần là bằng mọi giá là phải khắc phục kịp thời trong vụ gieo xạ đông xuân này. Và cho đến hiện nay thì ban huyện đã trích một ít kinh phí của huyện để hỗ trợ cho 4 công trình có hư hỏng nặng, trong đó có gồm công trình này. Các công trình còn lại, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đang tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý và khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế, trạm thủy nông A Lưới, khắc phục sửa chữa tạm thời để đảm bảo tiến độ việc gieo cấy lúa trà muồng của bà con nông dân trên địa bàn theo khung lịch thời vụ từ ngày mùng 5 đến ngày 20 tháng 1 năm 2014. Về lâu dài, huyện A Lưới rất mong nhận được chính sách hỗ trợ từ Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để các công trình thủy lợi được kiên cố bền vững hơn. Chuyển qua những thông tin khác, sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh Cambridge tổ chức lễ trao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho Đại học Cambridge Vương quốc Anh cho các em học sinh dự các kỳ thi vào tháng 10, tháng 11 vừa qua. Đây là những học sinh đã tham gia các kỳ thi lấy các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của Đại học Cambridge do Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh Cambridge EUC tổ chức tại Huế dành cho học sinh cả cấp học. Với các cấp độ Starter và Mover dành cho cấp tiểu học, cấp độ Flyer, Cat, Pet dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3. Bài thi được gửi đến hội đồng chấm thi của Đại học Cambridge chấm theo khung chuẩn. Kết quả, đã có 60 học sinh đạt được các cấp độ trên và được Đại học Cambridge cấp chứng chỉ công nhận. Trong đó có 7 em đạt thủ khoa theo cả cấp độ. Sự ra đời của Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh Cambridge đã góp phần thúc đẩy phong trào học và dạy tiếng Anh theo khung chuẩn châu Âu tại thành phố Huế. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, những học sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge tùy theo cấp độ, lứa tuổi và cấp học sẽ được cộng điểm ưu tiên trong các kỳ tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông chất lượng cao trên địa bàn.
Ban đại diện Quỹ học bổng Huế Hiếu học cũng đã trao học bổng cho các em học sinh và sinh viên Thừa Thiên Huế năm học 2013-2014. Quỹ giáo dục Huế Hiếu học là quỹ từ thiện được quyên góp từ những người Huế xa quê, những người yêu Huế cùng các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, hảo tâm trong và ngoài nước. Với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học của Thừa Thiên Huế, giúp các em giảm bớt khó khăn, vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Quỹ đã hoạt động được 5 năm với hàng trăm suất học bổng và nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục khác hàng năm. Năm 2013, quỹ trích 163 triệu đồng để trao 237 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của Thừa Thiên Huế. Mỗi suất học bổng trị giá từ 300.000 đồng đến 1.500.000 đồng tùy theo đối tượng học sinh, sinh viên. Lần này, 95 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường cao đẳng đại học tại thành phố Huế đã được nhận học bổng Huế Hiếu học. Ngày Chủ nhật, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã có hoạt động ý nghĩa chào đón những sự kiện lớn của quê hương đất nước. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bia Huế tổ chức chương trình hành động vì môi trường. Đây là một hoạt động thường xuyên được hai đơn vị duy trì để góp phần nâng cao nhận thức của các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên của cộng đồng xã hội trong việc bảo vệ thành phố xanh, sạch đẹp, bảo vệ môi trường và cuộc sống. Cùng tham dự chương trình ra quân của tuổi trẻ có ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và hơn 2.000 đoàn viên thanh niên đến từ các đoàn khối trực thuộc. Xác định vai trò và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Các phong trào như tình nguyện xanh, ngày Chủ nhật xanh, giờ trái đất được duy trì. Thông qua đó, xây dựng hình ảnh thanh niên Thừa Thiên Huế thời đại mới, luôn xung kích thực hiện các vấn đề xã hội. Bên cạnh các hoạt động đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo ra sự lan tỏa lớn hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Và Công ty Bia Huế là một đơn vị thường xuyên đồng hành cùng tuổi trẻ với các hoạt động bảo vệ môi trường. Trong năm qua, thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức rất nhiều hoạt động để chung tay bảo vệ môi trường. Những hoạt động đó, thì thứ nhất là góp phần để nâng cao cái ý thức của từng đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư của mình. Và trước hết là kêu gọi cái trách nhiệm của từng các tổ chức đoàn để chung tay cùng với người dân, nhân dân và các đoàn thể khác tuyên truyền về vệ sinh môi trường cũng như là chống biến đổi khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao những cái nội dung hoạt động phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bia Huế, đó một trong những cái đơn vị đồng hành với tuổi trẻ tỉnh nhà, tạo nguồn lực để chúng tôi cùng có điều kiện để vươn ra những hoạt động lớn hơn, hoạt động sâu sắc và thiết thực hơn trong xã hội. Thì lực lượng trẻ là cái lực lượng xung kích, lực lượng mạnh mẽ nhất, lực lượng của tương lai. Và nếu lực lượng này cùng mình tham gia thì chắc chắn nó sẽ thành công và chắc chắn xã hội sẽ được tiếp nhận nhiều cái thành quả hơn. Và chắc chắn trong tương lai với lực lượng trẻ này, những người chủ của tương lai này sẽ là cái người bảo vệ môi trường tốt nhất. Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên tỏa về các tuyến đường để tham gia vào chuỗi các hoạt động chính. Đoàn xe đạp tuần hành với các băng rôn, biểu ngữ và phát thanh về những vấn đề môi trường hiện nay là một hoạt động nhằm gửi đến người dân những thông điệp, kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động, bởi bảo vệ môi trường là công việc đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Tại các khu chợ lớn như Đông Ba, An Cừu, đoàn viên tiến hành thu dọn vệ sinh, thu gom rác thải, tách bóc các tờ rao vặt, quảng cáo, góp phần lập lại trật tự hè phố. Mục đích lớn nhất của đợt ra quân lần này là không chỉ làm sạch đường phố trong chỉ một ngày mà sẽ tác động vào ý thức của mọi người để cùng nhau bảo vệ môi trường, làm cho đường phố bốn mùa đều sạch đẹp. Bước qua một năm mới là năm 2014, mình mong muốn mọi người là hãy tích cực bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là hành động để bảo vệ cuộc sống của chúng ta, làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Công viên Nhà Kèn Đại học Sư phạm lại là không gian để các sinh viên trổ tài hội họa. Qua các tác phẩm của mình, mỗi sinh viên đều mong muốn gửi đến những người xem những thông điệp rõ ràng nhất về môi trường. Đây là hình tượng em có bao nhiêu chùa một cột của bên Bắc, chùa cao chùa thương mù của bên Trung và chùa bên Tây của bên Nam, nghĩa là Bắc Trung Nam là hoa tay trong một bàn tay để bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường đang là một vấn đề bức thiết đặt ra cho toàn thế giới. Để môi trường không còn bị ô nhiễm thì hành động của con người đóng vai trò chính. Từ những buổi ra quân như thế này,
tin rằng mỗi đoàn viên thanh niên nói riêng và toàn xã hội nói chung sẽ có những nhận thức mới, thay đổi hành vi, hành động của mình để cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường. Bản tin Thừa Thiên Huế trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.